lúc con trong giấc mộng, mắt cha lành người sáng thấy như đang nhìn con, tâm hồn vui sướng ngỡ rằng cha thăm viếng, trái tim con rộn ràng tưởng rằng có cha. Kính thưa cộng đoàn, trong hoàn cảnh dịch Covid hiện nay khiến nhiều người hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi, giận dữ, đôi khi đau buồn và nhiều khi là tuyệt vọng. Nhiều người mới đặt câu hỏi, Thiên Chúa có hiện diện bên chúng ta không? Tại sao Ngài không can thiệp khi chúng ta chạy đến kêu cầu Ngài? Ngài ở đâu giữa đại dịch Covid-19? Những câu hỏi này đặt ra cho giáo hội, cho tất cả những môn đệ của Đức Kitô, cho cộng đồng dân Chúa nhiều thách đố trong đời sống đức tin. Liên hệ đến đời sống của cha Diệp mà hôm nay chúng ta tổ chức lễ giỗ của cha vào ngày 12 tháng 3 hàng năm. Chắc hẳn lúc sinh thời, khi cận kề cái chết, cha Diệp cũng đã có những băn khoăn và câu hỏi về sự hiện diện của Thiên Chúa như chúng ta đây. Tại sao một mục tử suốt đời gắn bó, lo lắng và chăm sóc cho đàn chiên lại bị bắt, mà giờ đây lại chuẩn bị đón nhận cái chết cho chính mình thay cho đàn chiên như Thầy Chí Thánh? Giống như Đức Giê-xu trên thập giá đã kêu lên, lạy cha, sao cha bỏ con? Nhưng với niềm tin phó thác, cha Diệp đã hiểu vào sự hiện diện đầy lòng thương xót của Thiên Chúa trong mọi biến cố đau thương của cuộc sống. Cảm mến và kính phục gương anh dũng hy sinh vì đàn chiên với một niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa của cha Diệp. Nên hôm nay, ngày thứ Bảy, 12 tháng 3, năm 2022 tại Melbourne, Hiệp hội Bác Ái Cha Francisco Xavier Chương Bùi Diệp tổ chức lễ giỗ lần thứ 76 để tưởng nhớ đến cha, tạ ơn và cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cha sớm thành tựu. Chúng con hân hoan đón chào cha chủ tế, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ và cùng chúng con cầu nguyện trong ngày lễ giỗ cha hôm nay. Giờ đây chúng con xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe tiểu sử của cha, rồi sau đó chúng ta cùng chuẩn bị tâm hồn dâng thánh lễ tưởng nhớ cha. Cha Francisco Chương Bùi Diệp sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1897, rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1987 tại họ Đạo Cồn Phước thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Mẹ Ngài mất lúc Ngài mới 7 tuổi. Cha Ngài rời lên Bát Tam Bang, Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Năm 1909, cha Phêrô Lê Huyền Tiện gửi Ngài vào tiểu chủng viện Cù Lao Diêm, Chợ Mới, tỉnh An Giang. Học xong tiểu chủng viện, Ngài lên Đại chủng viện Nam Vang, Campuchia và thụ phong linh mục năm 1924. Từ năm 1924 đến năm 1927, Ngài được bề trên bổ nhiệm làm cha phó hòa đạo Hố Chư, một hòa đạo của người Việt tại Campuchia. Từ năm 1927 đến năm 1929, Ngài về làm giáo sư tại tiểu chủng viện Cù Lao Diêm, tỉnh An Giang. Năm 1930, Ngài về trung nông hòa đạo Tắc Sậy, quận Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong những năm làm cha sở, Ngài quan hệ, giúp đỡ, thành lập nhiều hòa đạo khác tại các vùng phụ cận như Bà Đốc, Campo, An Hải, Đầu Xấu, v.v. Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương những năm 45-46, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân phải di tản. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, Ngài bị bắt cùng với trên 70 chức sắc và giáo dân tại hòa đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt tại lẫm lúa nhà ông giáo sư ở cây gừa. Người ta định giết tất cả, nhưng Ngài nói chính Ngài là chủ chăn các con chiên đó,
Vậy xin chết thay cho con chiên của Ngài. Mọi người được thả, còn Ngài bị đem đi thủ tiêu. Giáo dân có được xác Ngài đã bị chặt đầu với một vết chém ngang cổ, chỗ gần mang tai. Có ba vết chém khác trên mình, trong ao nước sau nhà ông giáo sự. Thân xác Ngài không hiểu sao bị lột hết quần áo, trần truồng như Chúa Giêsu trên thập giá. Nhưng hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện, và nét mặt Ngài vẫn bình thản, không có vẻ gì là sợ hãi. Như vậy, Ngài đã từng bị đạn vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, nhằm ngày 9 tháng 2 năm Bính Quốc. Năm 1969, hài cốt Ngài được cải táng, di rời về nhà thờ Tắc Sậy, nơi Ngài đã làm chủ chăn trong năm 16 năm và là cha sở thứ nhì của họ đạo Tắc Sậy. Năm 1997, Đức Giám mục Cần Thơ đã chính thức thành lập Trung tâm Truyền giáo Phanxicô tại Tắc Sậy. Từ nơi đây, rất nhiều người đã nhận được những ơn lành phần xác cũng như phần hồn. Năm 2010, một ngôi nhà mộ cực kỳ khang trang rộng lớn, kế bên nhà thờ mới là nhà mộ mới, nơi hài cốt của Ngài được cất giữ. Các lễ dỗ được tổ chức hàng năm tại đây, và mọi người từ khắp nơi đổ về tham dự, một ngày một đông đúc hơn. Năm 2017, Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ công bố cuộc điều tra giáo phận đã hoàn thành, và Ngài ra lệnh gửi kết quả đầy đủ của cuộc điều tra đến Bộ Phong Thánh ở Tòa Thánh Roma. Năm 2019, Bộ Phong Thánh ở Tòa Thánh công bố rằng cuộc điều tra cấp giáo phận có giá trị đầy đủ để làm cơ sở một vụ kiện phong thân phước cho tôi tớ Thiên Chúa. Từ đây, giáo hội cần giải quyết hai câu hỏi. Cha Francisco Xavier có phải là một vị tử đạo hay không? Có nên ghi tên của cha Francisco Xavier vào danh mục của các chân phước hay không? Thời gian bao lâu không ai biết. Tất cả mọi sự là do ý Thiên Chúa. Chúng con kính mời cộng đoàn cùng với chúng con chào đón cha chủ tế và các cha đồng tế vào dâng thánh lễ. Mỗi tâm hồn hướng về Thiên Chúa là một vần thơ, là một bài ca dâng lên để ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Với những tư tưởng này, hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng dâng thánh lễ tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta gương chứng tá đời sống đức tin và phục vụ của cha Francisco Trương Bụng Diệp. Cha đã can đảm hy sinh mạng sống để làm chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Máu của cha đã trổ sinh nhiều hoa trái, qua đó Thiên Chúa đã ban nhiều ơn lành xuống trên từng người chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho các cộng đoàn và cho nhiều người, kể cả anh chị em lương dân. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng hiệp ý với cha Francisco, xin Chúa ban cho từng người chúng ta biết noi gương cha để kiên cường giữ vững đức tin và can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa trong đời sống hàng ngày, trong mọi diện cảnh, để chúng ta cùng cha cất cao ca khúc khải hoàn khi đến trước tòa Chúa. Đồng thời, trong thánh lễ hôm nay, qua lời cầu nguyện của cha, chúng ta xin Chúa đoái nhìn đến nhân loại đang chịu biết bao đau khổ vì nạn Covid trong gần 3 năm qua, chóng mau qua, để rồi ban ơn chữa lành cho những ai nhiễm virus này. Xin đón nhận những ai đã qua đời và tiếp tục ủi an, nâng đỡ nhân loại trong cảnh lầm than về dịch bệnh, đau khổ vì chiến tranh, đói khổ. Giờ đây, chúng ta cùng đứng để hiệp dâng thánh lễ. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ về nơi đây để tưởng nhớ tới linh mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp, 76 năm ngài đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên của ngài, và 76 năm qua ngài luôn luôn tiếp tục từ trời cao để phù trợ cho con dân Việt Nam, cho những người chạy đến với ngài. Trong cái tâm tình khiêm hạ ngày hôm nay, chúng ta tưởng nhớ tới ngài và đồng thời chúng ta cũng khẩn cầu ngài giúp đỡ mỗi người trong chúng ta trung thành với Đức Kitô, với tin mừng của Đức Kitô, và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho sự an bình, hòa bình của tâm hồn, của gia đình, của cộng đoàn, và đặc biệt trong cuộc chiến xâm lược của Ukraine hiện đang diễn ra tại thế giới ngày hôm nay trên đất nước Ukraine. Xin sự bình an của Đức Kitô, xin Cha Trương Biểu Diệp khẩn cầu để hòa bình được vãn hồi, để cho thế giới chúng ta sống trong bình an của Chúa. Dear Father, as we gather here to commemorate the 76th anniversary of the death of Father Francis Xavier, present in this Eucharist, we have Father Winifred, Father Alex, and Father Huy from Maidstone. We also have Father Philippe Le, the parish priest in St. Monica, and Father Vincent Long, a parish priest of Holy Eucharist in St. Albans. We all come here to thank God for the martyrdom of Father Francis Xavier Trương Biểu Diệp. And we hopefully the Lord will help us and support His Holiness, so one day the church will recognize His martyrdom as the process is on the way. So let us thank God about this example, following Christ to lay down His life for His parishioners. Giờ đây chúng ta cùng với các đoàn để hát lời kinh thương xót như lời tạ tội, để xin Chúa thương xót thứ tha tất cả lỗi lầm của chúng ta. Chúa toàn năng thương xót tha tội và giờ đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đoái thương nhận lời chúng con khẩn cầu mà ban cho linh mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp được ơn cứu độ. Xưa người đã ra công rao giảng danh Thánh Chúa, nay xin cho người được chung phần hoan lạc cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách đệ nhị luật. Ông Môi-se nói với dân rằng: Hôm nay Đức Chúa Thiên Chúa của anh em truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng, hết dạ, tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy. Hôm nay,
Anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của người và nghe tiếng người. Hôm nay, Đức Chúa đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của người, như người đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của người, rằng người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như người đã phán. Đó là lời Chúa. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không. Vì chưng lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất, nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng, ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào, Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của đời này hóa ra điên rồ đó sao? Vì thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô
chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh chị em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo thật cho anh chị em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh chị em. Như vậy anh chị em mới được trở nên con cái của Cha anh chị em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh chị em thương kẻ yêu thương mình, thì anh chị em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh chị em chỉ chào hỏi anh chị em mình thôi, thì anh chị em có làm gì thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh chị em hãy nên hoàn thiện như Cha của anh chị em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Dear fathers and brothers and sisters, hopefully you know a little bit the life of Father Francis Xavier Trương Biểu Diệp. He was died right on this day 76 years ago. A young priest laid down his life for the parishioners, for his parishioners. As the famous saying of his word, if I die for my parishioners. And certainly he followed the example of Jesus Christ and the signs in throughout the history of the church, laid down his life, loved the cross, and even forgive those who persecuted him. Thưa ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta quy tụ về nơi đây để tạ ơn Chúa vì dịp lễ dỗ 76 năm của cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp. Lòng kính yêu cha không còn giới hạn tại quê hương Việt Nam, nhưng đã vượt ra khắp năm châu. Ở đâu có người Việt hiện diện, ở đó có tâm tình tôn kính Ngài. Việc tổ chức lễ dỗ cho cha năm nay lan tỏa ra khắp mọi nơi, Mỹ Châu, Âu Châu, Úc Châu. Và hòa với hàng triệu con tim trên khắp thế giới, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta một vị mục tử tràn đầy yêu thương, một linh mục tận tâm với Chúa, tận tình với đoàn chiên, như câu bất hủ của Ngài
Tôi sống cho đoàn chiên và có chết cũng chết cho đoàn chiên. Cầu mong việc cuộc tử đạo của cha sớm được giáo hội nhìn nhận và tôn vinh. Như người đã dẫn lễ lúc đầu, nói về cha Trương Biểu Diệp được sinh ra ở Cồn Phước, ở xã Mỹ Luông, tỉnh An Giang, ngày 1 tháng 1 năm 1897. Ngài được rửa tội và lớn lên sống đạo một cách rất là chân thành, đơn sơ, và Ngài đã gia nhập chủng viện và trở thành linh mục. Sau một thời gian làm việc tại Campuchia, Ngài đã trở về làm giáo sư chủng viện ở Cù Lao Giêng 3 năm trước khi chuyển đến Tắc Xậy và tử đạo ở đó vào năm 1946. 76 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh 12 tháng 3, người ta không khỏi bùi ngùi thương tiếc một linh mục dám sống và chết vì cho đoàn chiên. Khi chiến tranh khốc liệt, loạn lạc, tang thương, cha Francisco có thể đi lánh nạn, nhưng vì yêu thương nhóm người nhỏ bé quê mùa ở Tắc Xậy, cha đã quyết tâm ở lại để rồi bị giết một cách thê lương. Một vết chém từ phía sau gáy, với tình thương, vì tình thương và cho tình thương, cha đã hiến mạng. 76 năm trôi qua, nhưng hình ảnh thân thương của một linh mục tận tâm, tận tình, tận tụy vẫn còn đọng lại nơi nhiều người, không chỉ những người tại quê hương của Ngài, tại xứ sở Tắc Xậy, mà còn đánh động tất cả những người hậu thế, những người ở khắp nơi. Một linh mục dễ thương, gần gũi với mọi người khi cùng bà con khai khẩn ruộng hoang. 76 năm trôi qua, mỗi năm lại nhiều người hơn đến với cha, mỗi năm lại nhiều người, danh sách của những người được cha phù trợ một cách đặc biệt, cách này hay cách khác. Tôi tin rằng không thể nào kể hết những người được cha cầu bầu, xin Chúa ban cho ơn phần hồn, phần xác. Năm 2018, tôi có dịp về Tắc Xậy, tới phần mộ của cha thấy nhiều người quỳ cầu nguyện, cả lương lẫn giáo. Hoa dâng đầy, người lương thì đưa cả heo quay, gà vịt tới tạ ơn cha. Bởi đó giờ đây với lòng yêu mến và ngưỡng mộ cha đã lan tràn khắp nơi, và cũng nhờ đó nhiều người biết và yêu mến giáo hội của Chúa hơn. Qua cha, người lương biết tới Chúa và yêu mến Chúa. Qua cha, người có đạo sống quảng đại hơn và biết yêu thương thứ tha nhiều hơn. Là linh mục của Chúa, Ngài đã là người của yêu thương, dễ mến và rất gần gũi với mọi người. Vì vậy, ai cũng tìm đến với Ngài, nhất là những người nghèo khổ và yếu đau. Họ thấy nơi cha một điều gì đó giống cuộc đời của họ. Họ thấy nơi cha một cái gì đó mà họ trân quý, khát khao. Và tuyệt vời hơn, nhờ gương sáng và ân lành của cha, nhiều người đã và đang trở thành những chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa. Người nghèo tìm đến cha bởi cha đã từng sống như họ, dễ thông cảm với những nhọc nhằn của cuộc sống. Biết bao là giá trị của mồ hôi trên nương đồng, của những lắng lo của đời sống thường. Khi cha đau mẹ bệnh, khi con cái, khi cần những chi phí học hành cho con cái, và nhà hết cơm thiếu gạo, khi vật giá leo thang mà công việc lại bất bình với mức lương ít ỏi. Người giàu thì đến với cha với một hướng đi trong xã hội kim tiền, một xã hội sống thiếu vắng cảm thông, thương xót. Chiến tranh loạn lạc, họ cần tìm cho mình một cõi bình yên. Hầu như mọi người đến với cha vì cảm thấy mình được cha yêu thương, mình được cha chia sẻ, mình được cha giải cứu, và qua cha thấy mình được liên kết với thế giới thần thiêng, thấy mình cần sống tốt hơn, thấy mình cần năng cầu nguyện nhiều hơn. Ta thấy hội thánh của cha Trương Biểu Diệp trở nên gần gũi với chính chúng ta. Ta thấy Chúa của cha Trương Biểu Diệp trở nên người cha thương xót hơn mà mình tưởng.
riêng những người túng nghèo khổ đau tìm được nơi Chúa, nơi cha Trương Biểu Diệp, một nguồn an ủi, hy vọng, và đặc biệt họ không tìm được ở nơi nào khác. Tôi sống cho đoàn chiên và chết cũng chết cho đoàn chiên. Chắc chắn lời của Chúa ngày hôm nay, Cha đã sống, và lời của Chúa ngày hôm nay vẫn đang mời gọi chúng ta tha thứ, hàn gắn. Chiến tranh tại Ukraine rất là khốc liệt, mà giáo hội Ukraine kêu gọi những người công dân Ukraine hãy tha thứ cho kẻ thù. Làm thế nào mà chúng ta có thể tha thứ cho kẻ thù khi kẻ thù xâm lăng đất nước, khi kẻ thù đẩy đưa những người dân vô tội đang trong mùa đông giá lạnh, -20 độ, không có điện, không có sưởi và không có nước để dùng. Và chỉ trong khoảng 14-15 ngày của chiến tranh, gần 3 triệu người dân Ukraine đã phải di tản, đã phải di cư. Và Liên Hợp Quốc nói đây là một cuộc di cư lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Vậy làm thế nào mà những người dân Ukraine ngày hôm nay vẫn lắng nghe và đáp lại lời của Đức Kitô, thập giá của Đức Kitô, để thứ tha cho kẻ thù, những người đang xâm lăng đất nước của họ? Chúng ta khẩn cầu Cha Trương Biểu Diệp, Ngài cũng đã thứ tha cho những kẻ thù giết Ngài, Ngài cũng dạy cho giáo dân của Ngài và cho đoàn chiên của Ngài và cho những ai chạy đến với Ngài tín thác vào tình thương hải hà của Thiên Chúa và biết thứ tha cho nhau. Ngày hôm nay khi mừng lễ Cha Francisco Trương Biểu Diệp, chúng ta hiệp lời tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một vị linh mục thánh thiện, một mục tử nhân lành, một nhân chứng sáng ngời, thân thương với một tâm hồn giàu trắc ẩn. Xin Chúa và Cha cũng giúp mỗi người chúng ta biết sống quảng đại, vị tha, bao dung hơn cho Chúa và cho tha nhân. Và chúng ta tha thiết cầu xin Cha ban cho quê hương đất nước của chúng ta được tự do, nhân quyền, cho thế giới được hòa bình, đặc biệt cuộc xâm lăng Ukraine được kết thúc trong tôn trọng và bình an nhân phẩm. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để dâng lên Chúa các cái tâm tư cầu nguyện của chúng ta. Anh chị em thân mến, nhân dịp lễ giỗ thứ 76 của Cha Francisco Trương Biểu Diệp, chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa đã đoái thương cho Cha sức mạnh anh dũng, biết lấy mạng sống mình mà minh chứng đạo Thánh Chúa và bảo vệ các tín hữu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa vì công nghiệp của Cha ban cho chúng ta sốt sáng sống đạo, nhiệt thành rao truyền đạo Chúa, hầu xứng đáng là con cháu các bậc tiền nhân anh dũng đã chết vì đạo Chúa. Ai gieo trong lễ sầu sẽ được trong hân hoan. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục và linh mục, cách riêng cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam biết luôn nhiệt thành, can đảm chấp nhận mọi khó khăn thử thách trong sứ vụ loan báo tin mừng cho quê hương Việt Nam thân yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các con là những chứng nhân của Thầy, xin Chúa giúp chúng con luôn biết noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, cũng như Cha Trương Biểu Diệp, biết mạnh mẽ khước từ những cám dỗ của cuộc đời, can đảm tuyên xưng niềm tin của Đức Kitô bằng một lối sống trung thành với các mối phúc của tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đầy tớ không trọng hơn chủ. Nếu thế gian đã bắt bớ Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn đồng hành nâng đỡ cho những người đang đau khổ vì bệnh tật,
nghèo đói, chán trường và tuyệt vọng. Để giữ những thử thách của cuộc đời, họ tìm được sức mạnh và hy vọng để sống vươn lên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc cho các con là những kẻ bị bắt hại vì công chính. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn sẵn lòng đón nhận thánh giá hàng ngày với một tình yêu dành cho Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và anh chị em đồng loại theo gương các chứng nhân tử đạo Việt Nam. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay ngươi sẽ được cùng ta trên nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa đón nhận những người thân yêu trong gia tộc, trong cộng đoàn, đặc biệt các hội viên hội bác ái cha Francisco Trương Biểu Diệp đã ra đi trước chúng ta, được Chúa ban thưởng trên quê hương nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, chúng ta xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện, sống trong yêu thương với việc ăn chay hãm mình lên Thiên Chúa. Cầu cho sự hòa bình tại đất nước Ukraine. Xin Chúa ra tay cứu giúp, che chở cho con cái Chúa khỏi mọi chiến tranh, bạo lực, chết chóc và ơn bình an được trở lại trên thế giới này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban cho các vị ân nhân đã rộng lòng đóng góp bằng nhiều phương cách giúp cho chúng con có cơ hội thực thi đức bác ái, sẽ chia cho những người tàn tật, phong cùi. Xin Chúa trả công, nâng đỡ, ủi an và ban nhiều ơn lành xuống cho gia đình họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta đặc biệt nhớ tới cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp cùng những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, đặc biệt là những linh hồn Vinh Dân Tê, Trịnh Quang Đạt, Maria Trịnh, Thị Hường, Maria Mai Thị Sáng, Giuse Vũ Đức Dùng trong ngày lễ giỗ hôm nay. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, vì công nghiệp của Chúa xin ban cho tất cả chúng con được nhân chứng can đảm của Chúa với một đức tin mạnh mẽ và đức ái nhiệt thành, để chúng con sống trung thành trong hội Thánh Chúa và nâng đỡ nhau trong tình thương thân tương ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Anh chị em ấy cầu nguyện đến lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn và cầu cho linh mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp, chính người đã bao lần dâng lễ giữa cộng đoàn tín hữu chúng con, ước gì lễ tế này thanh hoa người trọn vẹn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhất là thật là chính đang phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì mặc dầu chúng con đang phải chết, nhưng nhờ lòng thương xót và ân sủng của Chúa, khi chúng con đã chết vì tội lỗi và được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Chúa Kitô, chúng con được kêu gọi hướng đến sự sống với Người. Vì thế cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Con tin sơ Chúa đã chết đi, con tin rằng Ngài đã sống lại trong vinh quang, mãi Ngài lại đến đón chúng con lên trời về với Chúa Cha. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con cái tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa long rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tới Chúa là linh mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp, cùng các tôi tới Chúa Vinh Sơn Tê Trịnh Quang Đạt,
Maria Trịnh Thị Hường, Maria Mai Thị Sáng và Giuse Vũ Đức Dùng, mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha, xin ban cho những người thân yêu này đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con sẽ cũng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nâng đôi tay lên để cảm tạ Chúa vì cuộc sống thánh thiện của Cha Francisco Trương Biểu Diệp. Và chúng ta xin dâng lên Chúa các cái tâm tư cầu nguyện của chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha thể con nợ chúng con. Xin giờ để Lạy Cha, xin giải cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương ban cho chúng con được mọi sự bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã trối lại cho các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho chúng con, Thầy ban bình an của Thầy cho chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho giáo hội, quê hương thân yêu chúng con, đặc biệt đất nước Ukraine và chiến tranh nơi đó được cả mọi sự bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Từ đây chúng ta trao chúc bình an của Đức Kitô cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, hạnh phúc thay chúng ta những người được mời gói đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được làm mẹ con, nhưng xin Chúa phán hồn lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình máu Đức Kitô gìn giữ chúng con sống đời đời.
Chúng ta đi cầu. Lạy Thiên Chúa nhân lành, chúng con vừa dự tiệc thánh thể là bí tích ban sự sống. Chúng con đặc biệt nhớ tới linh mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp. Chúa đã trao ngự cho người quyền phân phát những ân sủng dồi dào của Chúa. Xin Chúa cũng cho người được hưởng tận nguồn ơn cứu độ như người hằng mong ước khi còn ở trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin ông bà anh chị em ngồi trong giây lát. On behalf of the Association for the Foundation of Father Francis Xavier Trương Biểu Diệp, we would like to sincerely thank you, Cha Quang, Cha Sơn, Cha Long, Cha Huy, Father Alex and Father Wilfred, đại diện ban điều hành Công giáo Cộng đồng Việt Nam, and all distinguished guests for your attendance today.
We would like to especially thank Father Rene, Parish Priest of Holy Family Parish, for allowing us to hold our annual Mass here for Father Francis Yip. Our association was established in the year 2000 with the aim of connecting together all people of faith, not just Vietnamese. Remembering Father Francis Xavier Yip's shining example, we strive to imitate his works of mercy by reaching out to those disadvantaged in Vietnam as well as other third world countries, offering love, support, and other basic material needs through our fundraising efforts throughout the year. Your donations have helped support lepers, orphanages, mental health centers, and missionary work. So on behalf of all those organizations, we thank you for your generosity. To express our sincere gratitude for your constant contributions, support and prayers for our association, as well as love of Father Francis Xavier Yip. However, due to the COVID limitations, we have prepared a small takeaway portion for you today. Thank you once again and God bless. Kính thưa cha chủ tế, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý vị nam nữ tu sĩ, kính thưa đại diện Tổng giáo phận Công giáo Việt Nam Melbourne, và kính thưa các ban ngành đoàn thể, và kính thưa quý cộng đoàn kính mến. Kể từ năm 2019, thế giới đang gặp nhiều khó khăn phức tạp do dịch bệnh COVID ảnh hưởng đến sinh hoạt Công giáo nói chung và hội của chúng con nói riêng. Vì thế, hội chúng con không có cơ hội để mà sinh hoạt hay là chào đón các quý vị. Trong khi thế giới đầy hoảng loạn và thất vọng, chúng con là Kitô hữu, môn đệ của Chúa. Theo gương cha Francisco Chương biểu diễn, chúng con chỉ biết cầu nguyện, can đảm, phó thác và do bàn tay quan phòng của Chúa. Như xưa, các môn đệ trên hồ biển sóng gió buổi chiều hoàng hôn, Marco câu 4, 35 và 41. Như những môn đệ xưa, chúng con cảm nghiệm thấy Chúa đang ở trên chúng con, bảo vệ chúng con và thuyền bè không bị đắm chìm. Với niềm trông cậy và phó thác, hôm nay chúng con rất hân hoan mừng lễ trọng thể kỷ niệm ghi nhớ ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha Francisco Chương biểu diệp đã tử vì đạo. Chúng con xin gửi lời tri ân đến cha chính xứ Holy Family đã cho phép chúng con được mừng lễ giỗ hàng năm. Chúng con xin gửi lời tri ân quý cha đồng tế, quý vị tu sĩ nam nữ, ban đại diện Tổng giáo phận Công giáo Melbourne, Úc Châu, quý ban ngành các đoàn thể và quý vị gần xa đang hiện diện trong thánh đường hôm nay. Chúng con không quên và tri ân đến quý vị mạnh thường quân trong 21 năm qua. Quý vị đã gieo trồng hạt giống bác ái và giờ đây đã trổ sinh hoa trái để chúng con có phương tiện giúp những người mảnh đời bất hạnh, phong cùi, khiếm thị, mồ côi và tàn tật, và những người không nhà cửa trên các vỉa hè. Chúng con cũng tri ân sâu xa đến ca đoàn nữ vương đã dâng lời ca tiếng hát cho thánh lễ được thêm phần sốt sáng và long trọng, nhất là ngày hôm nay kỷ niệm ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha đã hy sinh trị tử vì đạo. Chúng con cũng xin gửi lời tri ân đến thành Phùng Bá Đạt đã đồng hành với chúng hội chúng con trong 9 năm qua. Cha thầy luôn luôn giúp đỡ và hướng dẫn những khi chúng con gặp khó khăn trong giúp làm việc. Nguyện xin Đức Chúa chúc lành ban nhiều hồng ân đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị. Chúng con xin chân thành tri ân. Xin được chân thành cảm ơn hội bác ái cha Francisco Xavier Chương biểu diệp. Trong nhiều năm qua, như 24 năm rồi, năm tới là kỷ niệm Kim Khánh 25 năm thành lập
hội bác ái này. Hội bác ái này không chỉ sự cổ suý việc thánh thiện của cha Francisco Trương Biểu Diệp, nhưng còn luôn lo lắng để tổ chức các lễ dỗ hàng năm và theo gương cha để làm các việc tông đồ bác ái. Nhưng hai năm qua vì đại dịch cho nên là bị giới hạn nhiều, và vì vậy nên rằng sau thánh lễ thì có những tương ảnh, có những kỷ niệm của cha Trương Biểu Diệp ở cuối nhà thờ, và đồng thời cũng có một thùng ủng hộ. Quý vị, xin quý vị cũng rộng tay để cho hội có cơ hội và có ngân quỹ để có thể tiếp tục làm các cái công việc bác ái của hội mà trong suốt 24 năm qua đã và đang thể hiện. Tôi được biết nhiều công cuộc được thể hiện tại Việt Nam và có nhiều công cuộc được thể hiện ngay cả tại Phi Châu hoặc là các đất nước rất là xa xôi cho những mảnh đời kém may lành. Vì vậy nên trong cái tâm tình đó, tôi cũng mời gọi tất cả quý vị nếu có thể được đóng góp một chút để cho các hội viên có cái cơ hội để có thể nới rộng vòng tay yêu thương tới những mảnh đời kém may lành và bất hạnh. Một lần nữa xin được mừng lễ hội bác ái cha Trương Biểu Diệp và xin quý vị cho một tràng pháo tay để mừng chúc. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện. Chúa cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành và lại trên chúng ta luôn mãi. Chúng ta chúc tụng tình yêu Chúa. Chiều sớm tiễn người trốn xa.
toàn năng hằng thú, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là Cha Phanxicô Trương Hữu Diệm, là một Kitô hữu. Cha đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa với lòng tin son sắt, lòng cậy bền đỗ và lòng kính mến dạt dào đối với Chúa, với Giáo hội và với con người. Là một mục mục, Cha là hiện thân của Đức Kitô, vì mục tử tôi cao đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Là một tông đồ luôn thoáng thức loan bao tin mừng, Cha là hoa ánh của lòng Chúa xót thương, hay thương xót những người nghèo khổ, yêu đau, tội lỗi. Đặc biệt Cha rất yêu yêu anh chị em lương dân và thường chuyển cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quý mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ. Nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa vâng ban cho chúng con điều chúng con đang cầu ơn. Với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh trên thiên quốc. Amen. Cha khai thông mở lối, cao giáo danh Cha trương bưu
cứu người khốn có lầm than. Cao giáo danh Cha chương bưu diệt giàu lòng nhân ái, luôn luôn giang tay cứu người khốn có lầm xuống. Lúc con trong giấc mộng, mắt Cha lành tươi sáng, thấy như đang nhìn con, tâm hồn vui sướng, ngỡ rằng Cha thăm viếng. Trái tim con rộn ràng, tưởng rằng có Cha kề bên. Sáng thức dậy thấy Cha hiện từ nhìn con, lòng những bâng khuâng và sao xuyến, tâm hồn mừng được gần Cha, thọa tình thương mến. Hỡi những ai u hoài, mau tìm đến Cha tỏ bày. Nắng hồng rực rỡ dẫn con trên bước đường, quãng đường thanh vắng nhớ đến Cha con cầu xin. Cha lành thương đoái khiến lòng con êm ái, có Cha bên mình con còn ước mong gì hơn. Cha bên mình con còn ước mong gì hơn. Quanh co đã biết bao người đường quá xa vời, phận nghèo túng thiếu không sao tìm đến nơi. Nay được gần Cha là nhờ ơn Cha dẫn đường chỉ lối, xây cất nhà Cha mang gánh nặng bạc tiền gian nan, gần vai Cha hiền.